Em chào các cô bác, anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em giới thiệu với mọi người cái cây siro. Em giới thiệu với mọi người cái cây siro nhé. Cái cây này cao khoảng 40 cm. Và cây thì đang phát triển rất là đẹp. Đó, cây nhà em nuôi ra bầu to. Có những cây thì nuôi ra bầu vải như này nè. Cây siro, đối với một cây siro chuẩn ấy là nó sẽ có rất là nhiều gai nha các cô bác anh chị. Cái cây siro này nó có rất là nhiều gai. Khi mà cầm vào thì cái gai của nó gai khá là cứng. Đó. Cái trái siro thì các cô bác anh chị ở trong miền Nam ấy thì sẽ quen thuộc hơn. Nhất là ở trong miền Tây thì mọi người sẽ quen thuộc hơn với cái trái siro này. Thường thì mọi người sử dụng để nấu với siro ấy. Rất là ngon. Các cô bác anh chị ở trong miền Nam hoặc là miền Tây thì rất là quen thuộc rồi. Trước giờ mọi người trồng rất là nhiều. Cái trái siro này thì màu của nó rất là đẹp. Đỏ tươi rất là đẹp nha. Các cô bác anh chị trồng một hai cái cây siro như thế này thì vừa có thể làm cảnh này. Đó, vừa có thể làm cảnh. Và mình vừa có thể để lấy cái trái siro để mình làm siro, để mình nấu siro ấy. Đó. Thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều cô bác hỏi em cái cây siro này. Thế nhưng cái lúc đó thì hầu như nhà em toàn là cây bé thôi. Cho nên em cũng rất là ngại gửi. Tại vì nếu gửi cho các cô bác anh chị mà cây chẳng may nó không đảm bảo về trồng mà nó không sống ấy, thì em rất là ngại. Đợt này em nuôi nó lớn rồi. Nuôi từ lúc bé xíu đấy ạ. Đợt này nuôi nó lớn rồi. Cao 40-50 cm rồi. Nuôi nó lớn rồi nhưng mà đúng cái lúc dịch. Vì thế mà em cũng không gửi được cho các cô bác anh chị. Thì đợt tới hết cái, để cái tình hình dịch nó ổn và các nơi hết cái giãn cách xã hội ấy, thì các cô bác anh chị nào mà thích trồng cái cây siro này, mọi người cũng đã tìm hiểu rồi, thì các cô bác anh chị cứ gọi vào số 0977 516 966. Em Oanh sẽ trực tiếp chọn cây và gửi cho các cô bác anh chị ạ. Siro thì không phải là một cái dòng cây trồng kinh tế đâu. Siro thì các cô bác anh chị trồng chơi, một vài cây trồng chơi thôi cho nó đẹp. Và đặc biệt là để mình lấy trái để làm siro, có thể ăn quanh năm, có thể sử dụng quanh năm đó. Còn nếu mà trồng để mà trồng làm kinh tế thì siro cũng không phải là một cái loại trồng làm kinh tế tốt. Trong các loại cây để mà trồng làm kinh tế bây giờ ổn định nhất thì các cô bác anh chị nên tìm hiểu vào cây na dứa này. Na dứa thì em bán rất là nhiều rồi và khách hàng nhà em cũng đã ra trái nhiều rồi. Vì thế mà đối với cái na dứa này thì nó tự đậu trái ấy. Vì thế mà các cô bác anh chị trồng na dứa này hoặc là hồng xiêm xoài này. Hồng xiêm xoài thì nó ra trái quanh năm và các cô bác anh chị có thể tham khảo thêm cái đu đủ Đài Loan. Đu đủ cũng là một cái dòng cây trồng kinh tế rất là tốt, cây ngắn ngày, nhanh thu hoạch. Khi mà các cô bác anh chị trồng cây na dứa Đài Loan này, hoặc hồng xiêm này, hoặc mít này, hoặc bất cứ những cái loại cây lâu năm ấy, đó, thì các cô bác anh chị có thể, khi mà mới trồng, các cô bác anh chị có thể xen những loại cây khác ngắn ngày vào. Đó, như đu đủ chẳng hạn. Đu đủ thì các cô bác anh chị muốn trồng chuẩn giống thì mình phải nên tìm hiểu và lựa chọn những cái cơ sở nào mà người ta bán có uy tín thì mình mua. Em thì chỉ mang tính chất chia sẻ là chính. Vì thế mà tại vì em nếu mà không dịch thì em luôn ở vườn thì em quay nhiều, chứ còn nếu mà dịch thì có khi 3-4 ngày em mới lên được một video. Tại vì nhiều khi ấy, em bán hàng xong đến tối đến mệt rồi, em cũng không sửa được video để đăng lên cho các cô bác anh chị xem nữa. Tại vì em quay bằng điện thoại mà. Đó. Vì thế mà
các cô bác anh chị biết đến kênh cây giống Oanh Trung rồi, mà các cô bác anh chị cần tìm hiểu cây gì, bất cứ cây gì, cây trong nước hay cây nhập khẩu, thì các cô bác cứ gọi điện thoại đến số điện thoại em sẽ tư vấn cụ thể ạ. Hoặc là cái số điện thoại 0977516966 của em, cái số đấy có sử dụng Zalo đấy. Mọi người có thể kết bạn Zalo. Lúc nào mà gọi điện cho em có thể là gọi không được ấy, mọi người có thể nhắn tin. Hoặc là em khi nào mà em xem lại em thấy có số của gọi nhỡ em sẽ gọi lại ngay. Đó. Còn bên cạnh đây là cây lê vàng nha. Cây lê vàng nha các cô bác anh chị. Cái lê vàng này thì em quay rất là nhiều cây to rồi, rất là nhiều cây lớn rồi đó. Em quay rất là nhiều cây lớn rồi. Hầu như từ trước đến giờ em toàn bán cây lớn đã có trái rồi thôi. Còn đây là cây giống. Nếu mà các cô bác anh chị nào mà mình ở xa ấy, mình không thể mua được cây lớn, hoặc mình muốn trồng với số lượng nhiều, thì các cô bác anh chị có thể trồng cái cây nhỏ này. Cây thì cũng chỉ mấy chục ngàn thôi, tùy theo thời điểm. Với cây giống thì nó hầu như là không có giá cố định nha các cô bác anh chị. Có những thời điểm thì nó rất là rẻ, nhưng có những cái thời điểm mà cây nó cháy hàng, khan hàng ấy, thì cây rất là giá rất là cao. Vì thế mà không có cái giá cụ thể nào ạ. Đó, cây ghép này, có cả hoa luôn này. Đối với cái lê vàng hoặc lê xanh ấy, như ở vườn em có mấy cái cây to ấy, là em thấy nó cứ ra hoa liên tục đó. Vườn em thì nhất rất là nhiều loại cây, em không thể ngày nào em không nhiều khi em không để ý để quay nhiều loại cho các cô bác anh chị xem được. Vì thế mà các cô bác anh chị xem kênh ấy thì mọi người có thể gọi điện hoặc là nhắn tin, gọi điện hoặc là nhắn tin cho em mình cần mua, cần tham khảo hay là cần tìm hiểu về cây gì thì cứ gọi em nha. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn nhiều sức khỏe và bình an.